Ok, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì bây giờ là 2 giờ sáng. Nói chung là mình vừa mới dậy thôi. Thì ok, nói chung là đêm dậy thì cứ phải đi nhận ngọc trước đã. Đêm dậy thì mình nhận được 2 ngọc mà. Rồi. Nói chung là mình sẽ thử mở dương lúc mà 2 giờ sáng xem chuyện gì sẽ xảy ra nhé. Vì bây giờ đang là đêm rồi nên mình không dám nói to. Anh em thông cảm. Bây giờ là 2 giờ sáng. Không biết mở dương lúc 2 giờ sáng thì có cái gì nhỉ? Phải để găng lông đỏ kìa. Các chân kỳ bí này. Cuồng nộ nha. Cái gì đây? Ẩn danh. Vãi thiệt. Nói chung là được những cái đồ này thì cứ đi cho. Đi tặng đi. Mấy thằng này có lấy không nhỉ? Chung gặp ai thì mình cho người đấy thôi. Giao dịch cho, còn cái găng lông đỏ thì mình giữ lại. Ok. Nói chung là đi từ thiện thôi. À ừ. Còn cái giáp luyện tập cấp 2 nữa. Mình sẽ đi bán xem nó có được bao nhiêu nhá. Cái giáp luyện tập cấp 2 là bán được ấy. Bán đâu nhỉ? Bán 25 triệu vàng. Ok. Thế là được bán cái mua cái giáp 100 triệu bán đi được 25 triệu. Cùng nội thì cất vào dương này. Ok, bây giờ mình sẽ qua nick kia của mình nhá. Để mình mở thêm một cái dương cấp 9 nữa xem là có cái gì trong đấy. Rồi, à ừ. Được một ngọc. Đang ở top 5, 561 kìa. Nói chung là mình thử mở dương lúc 2 giờ sáng xem là chuyện gì sẽ xảy ra thôi. Bây giờ là 2 giờ sáng mà. Rồi mở dương nào. Vậy không đủ chỗ trống. Mình sẽ cất bớt một số đồ vào dương nhé. Mở dương cấp 9 là phải có 7 ô trống trong hành trang. Mình sẽ cất bớt một ít đi. Cái áo này cất đi này. Cô rê cất đi này. 6 rồi. Găng cất đi. Nói chung là nếu những được đồ nào mà cảm thấy nó không cần thiết mình sẽ tặng nhé. Tặng cho những gặp ai tặng người đấy thôi. Ai lấy thì cho. Mở ra nào. Quần võ Goku này. Katsun kỳ bí xem được có gì. Ra này mở dương trả ra viên 3 sao nhỉ. Vãi cả ẩn danh kìa. Thôi, còn tặng nói chung là như thường lệ. Tặng cái gì nhỉ? Hả? Cái quần bà Goku giữ lại. Đây 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 đây. Đây. Có ai nói chung bây giờ đang đêm rồi nên là anh em on cũng khá là ít nên tặng ai cũng được cái nhỉ, giao dịch cho nó lấy không nhỉ. Bà đây giao dịch mình cho đồ này, bà đây ở đây xem thằng kia nó lấy không, giao dịch xong rồi đi từ thiện cho anh em cùi thôi. Cho cái quần võ này. Sa pha lê. Một đống sa pha lê luôn. Thôi thì cứ cho nó cái áo ba cô cu đi. Rồi. Trong cái áo đấy mình cảm thấy không cần thiết. Nên là mình sẽ cho nó. À ừ nhỉ. Cứ phải đi nhận ngọc trước đã. On đêm mà. On đêm thì cứ bỏ một chút thời gian ra để đánh quái. Nhận lấy 2 ngọc. Đậu phộng thằng kia xem mất quái mình rồi. Ok. Hay mình đi đập giáp luyện tập nick của Nick Chin lên tí nhỉ. Thử xem đập lúc 2 giờ sáng có hay hơn không nhé. Đợi mình một chút. Rồi bên mình sẽ đăng nhập vào Nick Chin. Để mình đi đập giáp luyện tập cấp 3 xem là đập đồ lúc 2 giờ sáng có hên hơn không.
Hy vọng vớ vẩn lên phát 2 sao thì sướng. Nhưng mà cứ thử đập lúc 2 giờ sáng xem chuyện gì sẽ xảy ra nhá. Nào cố gắng lên. À, ép sao trang bị. À đừng, pha lấy hóa trang bị chứ nhỉ. Lấy ra này. Sử dụng. Nào, một ngọc. Thành công. Rồi một một lần lần đầu tiên thì thành công. Nhưng mà lên được một sao rồi. Còn 30 triệu, còn 35 triệu vàng. Bây giờ cứ thử hai phát nữa đi, không được thì thôi. Xì rồi, xì rồi, xì rồi. Bên ngay mà. Lần nữa nào. Thành công. Đẹp. Rồi nốt lần này. Được gì không được gì thì thôi. Được không? Đẹp. Nhưng mà đập đồ lúc 2 giờ sáng 40 triệu ra đi trong đấy. Được thì thôi. À, nói chung là đêm dậy thì nghịch vậy thôi. À, anh em xem thì nhớ bỏ ra vài giây để nút đăng ký kênh giúp mình nha. Chung này clip đêm cũng chỉ vậy thôi. À, chung là cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em trong thời gian sớm nhất. Bye bye.